Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn giáo dục công dân lớp 7, bài số 4 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài số 4, đạo đức và kỷ luật. Giờ mình sẽ đọc một câu chuyện, một tấm gương tận tụy vì việc chung. Nguyễn Phi Hùng là một trong 8 người đại diện cho hơn 100 anh em trong đội cắt cây tỉa cành của công ty công viên cây xanh đường phố Hà Nội, được cử đi dự hội nghị biểu dương người tốt việc tốt của thành phố tổ chức ở Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội. Nói về công việc, Hùng tâm sự, lúc đầu ngồi chóp vót trên cây cao cách mặt đất mấy chục mét cũng hốt, qua mắt chóng mặt phải ôm lấy thân cây, không dám nhìn xuống đất. Sau giờ cũng quen dần, nhưng dù lần đầu hay là khi đã quen cũng phải thực hiện rất nghiêm ngặt quy định bảo hộ lao động khi làm việc. Phải qua huấn luyện về quy trình kỹ thuật, nhất là về an toàn lao động mới được lên cây. Khi trèo cây phải phát lên người đủ thứ, dây bảo hiểm, khừng lớn, cưa tay và cưa máy. Được hỏi khó khăn nhất trong nghề nghiệp của anh là gì, anh kể cây trong thành phố người ta buộc vắt lên nó bao nhiêu là khứ, dây điện nè, dây điện thoại nè, biển quảng cáo chằng chịt, sợ nhất là dây điện, gặp chỗ dây hở, dây chằng điện cao khế không cẩn thận, không thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật do lao động sẽ rất nguy hiểm. Muốn hạ một cây phải có một cán bộ, một bộ phận cán bộ chuyên môn đi khảo sát trước từng cây, ghi số vào sổ và phải có lệnh của công ty cho chặt mới được chặt, đâu phải có tự ý muốn chặt các cây nào cũng được, bởi vì phải làm xong trước tháng 7, trước mùa bão nhé. Và mùa này thì phải trực 24/24 giờ, nhiều khi cây đổ, cành gãy, phải làm việc suốt ngày đêm trong mưa rét, quần áo ướt sũng để sớm khắc phục hậu quả, giải phóng mặt đường. Làm việc vất vả, khâm lặng, thu nhập lại thấp hơn so với nhiều nghề khác. Nhưng Hùng cũng như là anh em trong đội vẫn vui vẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hùng không bao giờ đi muộn, về sớm, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, nhận việc khó khăn nguy hiểm. Anh luôn được mọi người xung quanh tôn trọng và yêu quý. Vì phiên Hùng luôn phát huy phẩm chất đạo đức và kỷ luật của anh bộ đội cụ Hồ. Anh xứng đáng với danh hiệu người tốt việc tốt của thành phố nhé. Giờ tiếp theo là phần gợi ý nhé. Gợi ý sức 3 câu, thầy sẽ dạy 3 câu cho các em nhé. Giờ câu nghe. Những việc làm nào chứng tỏ anh Hùng là người có tính kỷ luật cao? Giờ thầy trả lời. Thực hiện nghiêm ngặt quy định bảo hộ lao động khi làm việc. Đúng không? Phải qua huấn luyện về quy trình kỹ thuật, nhất là an toàn về lao động mới được làm việc nhé. Giờ mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nhé. Những việc làm nào của anh Hùng thể hiện anh là người biết chăm lo đến mọi người và có trách nhiệm cao trong công việc nhé. Giờ thầy trả lời câu B. Làm việc suốt ngày đêm trong mưa rét, quần áo ướt sũng để sớm khắc phục hậu quả và giải phóng mặt đường. Làm việc vất vả, thầm lặng, thu nhập thấp nhưng vẫn vui vẻ nhé. Không đi muộn, về sớm, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, nhận việc khó khăn nguy hiểm. Giờ như giờ mình xong câu B nha, mình sẽ qua tiếp câu C luôn. Để trở thành người sống có đạo đức thì vì sao chúng ta phải tuân theo kỷ luật nha. Giờ hãy trả lời câu C. Người có đạo đức là người tuân thủ kỷ luật, là người chấp hành tốt kỷ luật, là người có đạo đức. Sống có kỷ luật là biết tự trọng, tôn trọng người khác. Vì vậy để trở thành người sống có đạo đức chúng ta phải tuân theo kỷ luật nha. Như vậy mình xong phần gợi ý, mình sẽ qua tiếp phần nội dung của bài học nhé. Nội dung của bài học hôm nay mình sẽ học về đạo đức và kỷ luật. Đạo đức là gì? Đạo đức là những quy định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện. Kỷ luật là những quy định chung của một cộng đồng và một tổ chức xã hội, nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan, yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo sự thống nhất hành động để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công việc. Giữa đạo đức và kỷ luật có mối quan hệ chặt chẽ. Người có đạo đức là người tự giác tuân thủ kỷ luật,
Người chấp hành tốt kỷ luật là người có đạo đức. Sống có kỷ luật là biết tự trọng, tôn trọng người khác, tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức, quy định của cộng đồng, tập thể. Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và được mọi người tôn trọng, quý mến nhé. Giờ như vậy mình xong phần nội dung của bài học nhé. Mình sẽ qua tới phần bài tập. Giờ câu A, trong những hành vi dưới đây thì theo em hành vi nào là biểu hiện đạo đức vừa thể hiện được tính kỷ luật nha, vừa biểu hiện được đạo đức, vừa thể hiện được tính kỷ luật. Giờ mình kiểm tra từng câu. Câu số 1, không nói chuyện riêng trong lớp, như vậy là người có đạo đức và kỷ luật, đúng không? Quay cớp trong khi cử là không tốt rồi, đúng không? Luôn giúp đỡ bạn bè khi khoan là người tốt, đúng không? Câu 4, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường là tốt nha. Luôn hối hận khi làm điều sai trái là người tốt rồi. Không hút thuốc lá, không uống rượu cũng tốt. Làm bài đầy đủ trước khi đến lớp cũng tốt nha. Như vậy mình thấy là những hành vi số 1, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 là vừa biểu hiện đạo đức, vừa thể hiện được tính kỷ luật của người học sinh nha. Giờ tiếp theo là câu B. Em hãy nêu những biểu hiện thiếu tính kỷ luật của một số bạn học sinh hiện nay và tác hại của nó. Giờ hãy trả lời câu B. Như vậy là những biểu hiện thiếu kỷ luật nha, và một số bạn học sinh hiện nay và tác hại của nó, như vậy biểu hiện tính kỷ luật đó là trốn học đi chơi là thiếu kỷ luật, đúng không? Quay cớp sử dụng tài liệu khi làm bài kiểm tra là thiếu kỷ luật, giấu dốt là thiếu kỷ luật luôn, ra vào lớp thì tiện, đúng không? Nghỉ học không xin phép, ăn vào vặt trong lớp, trang phục khi đến trường không đúng quy định là thiếu kỷ luật vậy. Như vậy là kết quả của những việc thiếu kỷ luật sẽ như thế nào? Kết quả học tập sẽ bị sa sút, đúng không? Đánh mất niềm tin của với những người xung quanh, đặc biệt là lâu ngày sẽ dẫn đến hình thành thói quen xấu không sửa được nha, vừa mất sự tôn trọng, tin tưởng, không thể trở thành con ngoan, trò giỏi và người công dân tốt, đúng không? Như vậy là mình xong câu B nha, mình sẽ qua tiếp câu C luôn. Giờ tiếp theo câu C. Hoàn cảnh gia đình bạn Tấn rất là khó khăn, đúng không? Tấn thường xuyên phải đi làm việc kiếm tiền. Hoàn cảnh gia đình bạn Tấn rất khó khăn, Tấn thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ vào ngày chủ nhật. Vì vậy thỉnh thoảng Tấn báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Có bạn ở lớp nói rằng Tấn là học sinh thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Bạn có đồng tình với kiến trên không, vì sao? Nếu em học cùng lớp với bạn Tấn thì em sẽ làm gì để Tấn được tham gia sinh hoạt của tập thể lớp trong những ngày chủ nhật? Giờ hãy trả lời câu này nhé. Như vậy là em không đồng ý với kiến trên nha, bởi vì hoàn cảnh của bạn Tấn rất là nghèo nên bạn mới buộc phải bỏ các buổi học tập thì buổi hoạt động tập thể lớp trong ngày chủ nhật để kiếm tiền phụ bố mẹ. Điều đó là điều mà bạn thân Tấn không hề mong muốn. Ngoài chiều chủ nhật thì các từ thứ hai tới thứ sáu thì Tấn vẫn đi học và tham gia các hoạt động của lớp đầy đủ. Những ngày vắng mặt thì Tấn đến báo cáo xin nghỉ với lý do rất chính đáng và là đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, vì hoàn cảnh của gia đình Tấn rất khó khăn. Tấn không có điều kiện để tham gia cùng các bạn, mặc dù đó là điều ngoài ý muốn của Tấn, đúng không? Như vậy Tấn có ý thức tôn trọng quy định hoạt động của tập thể nha. Do đó không thể nói Tấn là người thiếu ý thức kỷ luật được. Giờ nếu em học cùng lớp với Tấn thì em sẽ động viên Tấn để bạn ấy cố gắng vươn lên học tập tốt nha. Hoạt động bạn bè có thể đóng góp và san sẻ bớt một số khó khăn cho bạn Tấn cũng như gia đình bạn Tấn. Em cùng với các bạn có thể giúp bạn Tấn bằng việc là Tấn có thể làm được, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu C nha, mình sẽ qua tiếp câu D. Em có dự định gì về gian luyện đạo đức và tính kỷ luật trong những năm tháng là còn là học sinh hay không? Giờ thầy sẽ trả lời câu này nhé. Như vậy là mình sẽ dự định là chấp hành đầy đủ đúng nội quy của nhà trường và của lớp, đúng không? Học tập nghiêm túc. Giờ như vậy mình sẽ dự định chấp hành đầy đủ đúng nội quy của nhà trường của lớp, học tập nghiêm túc để đạt được kết quả cao, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đúng không? Tu dưỡng rèn luyện để
tu dưỡng rèn luyện để trở thành người có đạo đức nè và kỷ luật, sau này trở thành người có ích cho xã hội, trở thành người công dân tốt, đúng không? Như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Giờ nếu các em khách hàng giảng giới thiệu bánh khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.